Xin chào quý thính giả đang nghe audio Tiểu Phong. Hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, tác giả Khả Ninh. Kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin cảm ơn. Chương 2662 có độc đại ca. Đỡ Vân Tử sắc mặt giật giật. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu hai người càng thêm im lặng. Chính ngươi động thủ trước, đánh một trận, quần áo phá, làm người khác cho ngươi bồi thường. Hơn nữa, vẫn là chỉ rách một chút điểm, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra. Có ý tốt gọi người bồi thường, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh giống như một chút sự tình cũng không có, Quản Đại Ngưu trong lòng cái kia thất vọng. Hắn lập tức nhảy ra, chó săn chi hồn xuất hiện, hỗn đản, ngươi có ý tốt sao? Tiền bối không tìm ngươi gây sự đều coi là tốt, ngươi còn dám gọi tiền bối bồi thường. Muốn tiền bối bồi thường, ngươi nằm mơ tốt. Chó săn, nhất định phải bảo hộ tốt bắp đùi tôn nghiêm, đây mới là đạt tiêu chuẩn chó săn. Quản Đại Ngư bên này đắc ý dương dương, khẽ nâng lên đầu, tâm tình vui thích nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hỗn đản gia hỏa, ngươi cũng có hôm nay. Tiên nhân rồi không nổi a. Tại lâu năm tiên nhân trước mặt, ngươi cái này béo mập tiên nhân còn non điểm. Để thăng chút thực lực cũng không biết trời cao đất rộng. Ngay tại lúc Quản Đại Ngư đắc ý dương dương lúc, sau lưng bỗng nhiên vang lên Đỡ Vân Tử thanh âm trầm thấp, hảo. Quản Đại Ngư nụ cười ngưng kết, kinh ngạc quay đầu. Hắn hoài nghi mình nghe lầm. Không phải chứ, ngươi không phải đánh thắng. Dựa vào cái gì bồi thường, thắng, còn muốn bồi thường, bốn bỏ năm lên tương đương thua, ngươi không biết, lại nói, ngươi cảm thấy áy náy. Đó cũng là dùng đền bù hai chữ, mà không phải bồi thường hai chữ. Ngươi cái này tiền bối, có hay không văn hóa? Nếu như không phải Đỡ Vân Tử, Quản Đại Ngưu khẳng định muốn thật tốt phun một trận. Đối mặt với Đỡ Vân Tử trả lời, Lữ Thiếu Khanh nụ cười mạnh hơn, sau đó khoát khoát tay, tính toán, tướng bại trận, không có cái kia khuôn mặt phải bồi thường. Tiền bối ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, dừng một chút, hắn chỉ vào Giản Bắc, Quản Đại Ngưu hai người, sau này chỉ đạo bọn hắn a. Đỡ Vân Tử nhìn xem hai người, khẽ gật đầu, có thể. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu lập tức cảm thấy có chút choáng đầu. Đây là bị trên trời rơi xuống bánh ngọt lớn đập chúng choáng đầu. Đỡ Vân Tử là ai? Tiên nhân, sau này là thế giới này thần hộ mệnh, nhận được chỉ điểm của hắn, không nói thực lực sẽ đột nhiên tăng mạnh, vẻn vẹn cùng Đỡ Vân Tử quan hệ trong đó. Liền có thể để bọn hắn nhất phi trùng thiên. Không phải sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực, sau này cũng có thể ở cái thế giới này đi ngang. Giản Bắc nước mắt rưng rưng, đại ca. Giản Bắc nghẹn ngào, vẫn là đại ca đối tốt với hắn. Cái bắp đùi này không có ôm sai. Quản Đại Ngư cũng rất xúc động, ngươi còn tính là cá nhân. Hai người xúc động lúc, Lữ Thiếu Khanh lại đối Đỡ Vân Tử đạo, đến đại thừa kỳ sau, đem bọn hắn bắt kịp tiên giới đi. Tại hạ giới phí thời gian tuế nguyệt không phải người tu tiên bản ý. Muốn thúc giục lấy bọn hắn tiếp tục đi tới. Đỡ Vân Tử gật đầu, không có vấn đề. Dựa vào, Giản Bắc cùng Quản Đại Ngưu kém chút đã hôn mê. Giản Bắc chân đang nghẹn ngào, vốn cho rằng là mỹ vị bánh gato, không nghĩ tới là cầm phân bánh gato, vừa thối lại khó ăn. Tiên giới a, bọn hắn còn không phải hợp thể kỳ, nhưng không trở ngại bọn hắn đã đối với tiên giới hiểu rõ. Phía trên chắc chắn là chứng khí đầy trời, độc vật ngang ngược, đọa thần tiên ma quái vật chát đôi, khắp nơi cũng là hung hiểm. Giản Bắc, Quản Đại Ngư bọn hắn là dự định co đầu rút cổ tại hạ giới, cầu đến thiên hoàng địa lão. Không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lại muốn Đỡ Vân Tử đem bọn hắn chạy tới. Đây không phải hảo đại ca, đây là có độc đại ca. Mấy năm không thấy mặt, vừa thấy mặt đã đưa một món lễ lớn như vậy, ai chịu được. Quản Đại Ngư gầm thét, hỗn đản, ngươi thật là một cái hỗn đản gia hỏa. Ngươi làm như vậy, ngươi coi như người sao? Muốn tốt cho các ngươi a. Lữ Thiếu Khanh ngữ trọng tâm trường đối với Giản Bắc, Quản Đại Ngư đạo, tại hạ giới. Các ngươi không có cảm giác nguy cơ, như thế nào tiến bộ? Tu luyện như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ta không hy vọng bằng hữu của ta sa đọa. Quản Đại Ngưu tức chết, tiền bối như thế nào không đem cái này hỗn đản ra hỏa đánh chết? Ngươi lăn! Tức giận hắn dứt khoát tiễn đưa Lữ Thiếu Khanh chân thành chúc phúc, ta chúc ngươi phát tài. Dựa vào, Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, bay lên một cước, đem Quản Đại Ngưu đạp lăn. Kế tiếp chính là Giản Bắc hình ảnh quen thuộc, đem Quản Đại Ngưu đè xuống đất hung hăng đánh một trận. Mập mạp chết bầm, không thấy mấy năm, ngươi là càng ngày càng làm càn phách lối. Lôi điện bổ ngươi, ngươi còn không tỉnh lại. Cái miệng này còn dám nói lung tung. Nhìn ta đánh ngươi không? Tới, tới, đem đầu lưỡi ngươi vươn ra, ta cắt nó. Bên cạnh Giản Bắc nghe phản ứng lại, đại ca, chúng ta trước đây không lâu bị sét đánh, là ngươi đang làm trò quỷ. Quản Đại Ngưu cũng nghe hiểu rồi, dãy dụa gầm thét, nhìn a, ta liền nói có người ở dở trò, hỗn đản ra hỏa, ngươi hèn hạ, gào. Lại tại Quản Đại Ngưu trên thân đập mấy quyền sau đó, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, vỗ vỗ tay, đối với Giản Bắc đạo, không phải ta, chuyện không liên quan đến ta. Lời này cũng thật cũng giả,
Trước mặt lôi là hắn phóng, đằng sau đầy trời lôi đình cũng không phải là hắn. Đại ca, Giản Bắc ánh mắt u oán vô cùng, giống như một cái khuê phòng oán phụ, ta nhưng không có nói ngươi nói xấu, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cũng không chịu nổi Giản Bắc ánh mắt u oán, cười ha ha, ngược lại đối với Đỡ Vân Tử đạo, tiền bối, chớ có biếng nhác a. Nhọc lòng một chút tưởng nhớ chỉ điểm một chút bọn hắn, nếu là ngu không ai bằng, cứ việc dùng roi rút, không dụng tâm đau. Giản Bắc cùng Quản Đại Ngưu càng thêm u oán. Quản Đại Ngưu đứng lên, treo lên một tấm sưng khuôn mặt, đối với Lữ Thiếu Khanh gào thét, hỗn đản gia hỏa, ngươi đáng giận. Đem chúng ta làm cái gì? Không dành thế sự tiểu hài tử à? Còn cần roi rút, ngươi thế nào không rút chính ngươi? Đỡ Vân Tử lần nữa gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ thật tốt chỉ điểm bọn hắn. Coi là thật. Lữ Thiếu Khanh đối với Đỡ Vân Tử ném lấy ánh mắt hoài nghi, ngươi không cần gạt ta à? Ngươi liền đồ đệ ngươi đều chẳng muốn giao. Ta cái này mấy cái vớ va vớ vẩn bằng hữu, ngươi sẽ tận lực sao? Đỡ Vân Tử mặt không biểu tình, cần ta thế sao? Bịch, Giản Bắc, Quản Đại Ngưu hai người quỳ. Chương 2663 hắn đang cảnh cáo ta. Hai người khóc không ra nước mắt. Tiền bối, ngươi là tiên nhân a, sao có thể nói lời như vậy? Tiên nhân khuôn mặt còn muốn hay không? Có thể thời khắc ghi khắc thân phận của mình sao? Ha ha, Lữ Thiếu Khanh cười rất vui vẻ, cũng hết sức hài lòng, không cần, ta tin tưởng tiền bối làm người. Có tiền bối cam đoan là được rồi. Thế cái gì, lộ ra rất đạo đức giả, đúng không? Quản Đại Ngưu lập tức chửi bậy, ngược lại đều như vậy, không chửi bậy một chút, khổ sở uổng phí đánh. Hắn hướng về phía Lữ Thiếu Khanh phun, hỗn đản, tự ngươi nói cam đoan, liền dấu chấm câu cũng không thể tin. Lữ Thiếu Khanh ngắm hắn một mắt, ha ha cười lạnh, tiền bối không phải là các ngươi Trung Châu lão, cam đoan của hắn ta làm gì không tin. Ngươi là đang chất vấn tiền bối sao? Tiếp đó ngược lại đối với Đỡ Vân Tử đạo. Tiền bối, nhớ kỹ hắn, mập mạp chết bầm, miệng quạ đen, lười biếng thành tính, đến lúc đó trọng điểm chiếu cố hắn một chút. Không có vấn đề. Bịch, bò dậy Quản Đại Ngưu lần nữa quỳ. Quản Đại Ngưu nằm rạp trên mặt đất, cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, vỗ vỗ tay, hướng ba người nói, hảo, sau này tiên giới gặp. Một bước biến mất ở ba người trước mặt, Đỡ Vân Tử nhìn xem Lữ Thiếu Khanh tiêu thất, ánh mắt càng thêm phức tạp, nhịn không được thở dài. Quản Đại Ngưu đứng lên, đồng dạng oán khí trùng thiên, tiền bối, ngươi nên thật tốt giáo huấn hắn một trận. Đỡ Vân Tử lại lắc đầu, ta không phải là đối thủ của hắn, hắn cố ý thua cho ta, là vì lưu cho ta mấy phần mặt mũi. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu trừng to mắt, khó có thể tin. Giản Bắc tự lẩm bẩm, cho nên, tiền bối ngươi nguyện ý bồi thường, là bởi vì cái này. Có qua có lại, cho nên mới đáp ứng Lữ Thiếu Khanh hỗ trợ chỉ đạo hai người bọn họ. Đỡ Vân Tử cười khổ gật đầu, bây giờ hậu bối thật là lợi hại. Mặc dù nói hắn bây giờ thương thế không có hảo, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không có sử xuất toàn lực. Giao thủ mấy hiệp, Đỡ Vân Tử liền biết, dù là chính mình trạng thái đỉnh phong cũng không phải Lữ Thiếu Khanh đối thủ. Nhưng mà, Giản Bắc không hiểu, nếu đã như thế, tiền bối, ngươi tại sao muốn nói ra? Đánh không lại liền đánh không lại, không có cái gì thật là mất mặt. Đỡ Vân Tử hào phóng nói ra, tiểu tử này, vì mình người bên cạnh, cũng coi như là phí hết tâm tư. Các ngươi có thể có bằng hữu như vậy, là phúc khí của các ngươi. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu hai người kém chút khóc lên. Loại này phúc khí, có thể ít một chút sao, ít nhất đừng cho bọn hắn bên trên tiên giới phúc khí. Tiên giới, đại thừa kỳ các tu sĩ sợ như sợ cọp, giống như đi lên chính là bị phán tử hình. Quản Đại Ngưu liền run rẩy, hắn cả gan hỏi Đỡ Vân Tử, phía trước, tiền bối, ngươi quả thực phải dựa theo hắn nói như vậy sao? Chỉ điểm chúng ta không có quan hệ, chúng ta ba không thể ngươi chỉ điểm. Nhưng mà, bên trên tiên giới thì miễn đi. Đỡ Vân Tử gật đầu. Nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, đáp ứng hắn, ta tự nhiên muốn làm tốt. Lữ Thiếu Khanh cho hắn mặt mũi lớn như vậy, hắn đương nhiên muốn có qua có lại. Thật tốt chỉ điểm Lữ Thiếu Khanh các bằng hữu, tiếp đó đem bọn hắn bắt kịp tiên giới. Quản Đại Ngưu càng thêm muốn khóc, hắn buông thõng khuôn mặt, tiền bối, hắn chủ động gây phiền phức cho ngươi, ngươi cứ như vậy nhịn. Không cần nhịn, hắn chuyện nhờ vả ngươi, ngươi cũng không cần để ý tới. Ngươi lại không có thể... Giản Bắc cũng nói, tiền bối, đại ca cố ý thua cho ngươi, mục đích đúng là vì để cho ngươi nhận nhân tình của hắn. Giản Bắc trong lòng thụ sủng nhược kinh, hai người mình tại sao lại bị đại ca dạng này cố ý đối đãi đâu? Không cần phải. Không phải. Đỡ Vân Tử lắc đầu, hắn là đang cảnh cáo ta. Cảnh cáo, Giản Bắc cùng Quản Đại Ngưu liếc nhau, có chút không rõ. Lời nói tự nhiên đã nói ra, Đỡ Vân Tử không có che lấp, như thật nói cho hai người, hắn sợ ta sau này sẽ có tâm tư khác. Hơi chút điểm, Giản Bắc, Quản Đại Ngưu lập tức hiểu được. Lữ Thiếu Khanh là sợ Đỡ Vân Tử tại hắn sau khi đi lên muốn kiếm chuyện. Lấy Đỡ Vân Tử thực lực,
hắn muốn làm một ít chuyện, hạ giới không có người ngăn được. Lữ Thiếu Khanh bước vào tiên nhân cảnh giới sau đó, tự mình đến tìm Đỡ Vân Tử, để Đỡ Vân Tử cảm thụ một chút Lữ Thiếu Khanh thực lực. Từ đó đến trấn nhiếp Đỡ Vân Tử mục đích. Giản Bắc cùng Quản Đại Ngưu có thể lý giải Lữ Thiếu Khanh muốn uy hiếp Đỡ Vân Tử cách làm. Đứng tại Lữ Thiếu Khanh góc độ đến xem, Đỡ Vân Tử phát thề, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng sợ Đỡ Vân Tử học hắn đồng dạng, đem lời thề coi như ăn cơm. Thỏa đáng nhất phương thức vẫn là tới cảnh cáo một phen, để Đỡ Vân Tử sinh ra lòng kiêng kỵ, không dám làm loạn. Thật là, hai người biết rõ Lữ Thiếu Khanh vì sao lại chạy tới nơi này, cùng Đỡ Vân Tử đánh một chầu sau đó, trong lòng trong lúc nhất thời cảm khái không thôi. Không hổ là Lữ Thiếu Khanh, làm việc chính là giọt nước không lọt. Quản Đại Ngưu thì thào nói, hai người chúng ta thật là xui xẻo. Tiền bối, chúng ta sau này coi là thật muốn lên tiên giới. Không cần a, tiên giới nguy hiểm như vậy, đi lên liền chết một đời. Giản Bắc cũng là vẻ mặt đau khổ, tiền bối, không thể giơ cao đánh khẽ. Đỡ Vân Tử trầm giọng nói, thực lực các ngươi tăng cường, sau này đi lên e rằng có thể giúp hắn một tay. Giản Bắc, Quản Đại Ngưu lại một lần sửng sốt, Đỡ Vân Tử mà nói là có ý gì? Tiền bối, hắn là đọa thần tiên ma quái vật khắc tinh, đi lên sau này tất nhiên sẽ cùng đọa thần tiên ma quái vật có chân chính một trận chiến. Lúc kia, hắn cần người giúp đỡ. Đỡ Vân Tử trong mắt lập lòe cơ trí ánh mắt, hắn để cho ta tới chỉ đạo các ngươi, có lẽ là vì để cho các ngươi sau này có thể giúp hắn, lại có lẽ là vì để cho các ngươi sau này có sức tự vệ. Thân là bằng hữu của hắn, các ngươi cố gắng nỗ lực, à, tại hắn cần thời điểm, giúp hắn một tay, thân là sống mấy trăm vạn năm tiên nhân. Đỡ Vân Tử một đôi mắt có thể nhìn thấu rất nhiều chuyện. Lữ Thiếu Khanh gần như giao phó hậu sự hành vi để hắn bao nhiêu đoán được Lữ Thiếu Khanh ý nghĩ. Đỡ Vân Tử mà nói để Giản Bắc, Quản Đại Ngưu hai người trầm mặc xuống. Trầm mặc rất lâu, Giản Bắc cười khổ một tiếng, đối với Quản Đại Ngưu đều mập mạp, tương lai chúng ta phải cố gắng thật nhiều. Quản Đại Ngưu run rẩy, thực sự là đáng giận chết, hỗn đản gia hỏa. Chương 2664 là lúc này rồi. Lữ Thiếu Khanh cảnh giới bây giờ, đi nơi nào cũng chỉ là chớp mắt sự tình. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện tại Lăng Tiêu phái ở đây. Nhìn xem khí thế ngất trời môn phái đệ tử, Lữ Thiếu Khanh dạo bước ở trong đó. Không có bất kỳ cái gì một cái đệ tử có thể gặp được hắn. Lữ Thiếu Khanh xuyên thẳng qua tại trong hàng đệ tử, nghe các đệ tử thảo luận. Tất cả mọi người may mắn đi tới thế giới này. Thế giới mới, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng mới. Làm rất tốt. Tương lai chúng ta cũng phải trở thành Lữ sư huynh tồn tại như vậy. Một thanh âm hấp dẫn Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh theo âm thanh vị trí nhìn lại. Lại là một người quen cũ. Đằng sau gia nhập môn phái đệ tử thiên tài Sao Liệu. Bị Lữ Thiếu Khanh thiết kế giáo huấn sau đó Sao Liệu đã tu tâm dưỡng tính, cải biến rất nhiều. Đồng thời cũng đã trở thành Lữ Thiếu Khanh tiểu mê đệ. Đương nhiên, thực lực của hắn vẫn là hợp thể kỳ, khoảng cách đột phá còn kém không thiếu thời gian. Thế giới mới là một cái thế giới bình thường. Tu luyện hoàn cảnh không tệ, là bình thường tu luyện hoàn cảnh, tốc độ tu luyện sẽ không quá nhanh. Giống Sao Liệm đệ tử như vậy, muốn bước vào đại thừa kỳ cũng là cần một đoạn thời gian rất dài. Sao Liệm đứng tại kiến tạo hơn phân nửa quảng trường, vung tay hô to, kêu gọi các đệ tử hướng Lữ Thiếu Khanh học tập. Chung quanh không thiếu đệ tử vây chung quanh, người người côi nắm đấm, sắc mặt cuồng nhiệt. Lữ Thiếu Khanh hành động, để bọn hắn triệt để khuất phục, từ trong đáy lòng sùng bái. Môn phái sỉ nhục cái gì sớm đã là ngày xưa quá khứ. Lữ Thiếu Khanh bây giờ là bọn hắn môn phái thần tượng, hướng Lữ sư huynh học tập, tranh làm Lữ Thiếu Khanh người giống vậy. Lữ Thiếu Khanh là học tập của chúng ta đối tượng, chúng ta muốn đi theo lấy cước bộ của hắn, trở nên càng thêm cường đại. Nghe chung quanh các đệ tử tiếng la, Lữ Thiếu Khanh chập chập, vẫn là môn phái sỉ nhục dễ nghe một chút. Sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh biến mất tại chỗ, hắn xuất hiện ở một tòa trên đỉnh núi. Diệu Ý, tới, hỗ trợ đem những thứ này hạt giống hoa xuống. Tiểu Bạch Thỏ toàn thân áo trắng hoạt bát, mang theo thiên chân vô tà. Thân là sư phụ, Đại Bạch so với Thiểu Nhận càng thêm vung tay trưởng quỹ. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại trước mặt hai người. Sư nương, Thiếu Khanh. Sao Ngàn Nhạn vừa mừng vừa sợ. Sư bá, Bôi Diệu Ý cấp tốc nhảy nhót tới, người cuối cùng trở về. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ đầu của nàng, vấn an Ngàn Nhạn, sư phụ đâu? Bình thường bất quá lại làm cho Sao Ngàn Nhạn trong lòng nhảy một cái. Trên mặt nàng lộ ra vẻ khẩn trương, Thiếu Khanh, đến lúc rồi. Lữ Thiếu Khanh khẽ gật đầu, không sai biệt lắm. Sao Ngàn Nhạn càng căng thẳng hơn, có thể không đi được không? Vừa nói, một bên cho Thiểu Nhận gửi tin tức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, sao có thể không đi? Cũng không lâu lắm, Thiểu Nhận cũng cấp hống hống đuổi trở về. Tiểu tử, Thiểu Nhận xuống sau đó, trong lúc nhất thời không biết nên bày ra dạng gì sắc mặt. Thật lâu, muốn đi.
nếu ngươi không đi, ngươi hảo đồ đệ đoán chừng ở phía trên thành hai đống đất vàng. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc. Thiều Thừa Khí phải giơ tay lên, hỗn trướng, nói điểm lời dễ nghe được hay không? Thiều Nhận nội tâm rất là xoắn xuýt. Tiên giới nguy hiểm, hắn không muốn chính mình tên đồ đệ này đi lên mạo hiểm. Mặc dù nói Lữ Thiếu Khanh rất lợi hại, nhưng phía trên tồn tại nguy hiểm không biết địch nhân, đi lên cửu tử nhất sinh. Nhưng mà Kế Ngôn, Tiêu Gợn đều ở phía trên, phía trước nghe miêu tả liền biết bọn hắn gặp phải phiền phức. Có thể tìm được giúp đỡ cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh. Đi lên không tốt, không đi lên cũng không tốt, trong lúc nhất thời, xoắn xuýt không thôi. Lữ Thiếu Khanh lập tức lui về sau một bước, đối với Sao Ngàn Nhạn đạo, sư nương, ngươi nhìn. Sao Ngàn Nhạn giống như yêu chiều hài tử mẫu thân một dạng, đối với Thiều Nhận sẵn giọng, đừng làm bộ dạng này, đừng dọa hù hài tử. Đúng vậy a, sư nương, Lữ Thiếu Khanh thừa cơ có trạng, phía trước sư phụ đánh ta thật nhiều, một điểm lực cũng không lưu lại. Thiều Nhận quát lên, tiểu tử ngươi lúc đó một điểm mặt mũi cũng không cho tiên nhân tiền bối, không đánh ngươi đánh ai? Không phải chính là một vị tiên nhân sao? Đối với Lữ Thiếu Khanh, Sao Ngàn Nhạn đã hóa thân chân chính từ mẫu, ở trong mắt nàng, chỉ có Lữ Thiếu Khanh đứa bé này là tốt nhất. Thiều Nhận cảm thấy khí muộn. Thê tử của mình cái gì cũng tốt, tại đối với Lữ Thiếu Khanh trong chuyện này, 100% đứng tại mặt đối lập. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh rất là đắc ý hướng về phía Thiều Nhận cười, tức giận đến Thiều Nhận thật muốn tiến lên cho hắn mấy bàn tay. Thiều Nhận hít sâu một hơi, ưu thương tâm tỉnh lại độ khôi phục, ngươi đi lên, có nắm chắc? Không có. Lữ Thiếu Khanh trả lời 10 phần dứt khoát lưu loát. Thiều Nhận nhíu mày, đã như vậy, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Làm việc nôn nôn nóng nóng, vạn nhất đi lên liền gặp phải nguy hiểm đâu. Lữ Thiếu Khanh đối với Sao Ngàn Nhạn đạo, sư nương, sư phụ rủa ta. Thiều Nhận thổ huyết. Đồ hỗn trướng, càng ngày càng làm giận. Đi lên, cút cho ta đi lên. Thiều Nhận cái kia khí a, tiểu tử ngươi lăn bên trên, bớt ở chỗ này khí ta. Lữ Thiếu Khanh lại ủy khuất ba ba đối với Sao Ngàn Nhạn đạo, sư nương, sư phụ ghét bỏ ta. Ta đi. Thiều Thừa Khí phải thẳng cắn răng, thực sự là hỗn trướng, Sao Ngàn Nhạn chừng trượng phu một mắt, đối với Lữ Thiếu Khanh, ngươi chừng nào thì đi lên. Tùy thời, bất quá, sư nương, ta muốn ăn bữa cơm lại đi lên. Ta lập tức đi làm, Sao Ngàn Nhạn lôi kéo Thiều Nhận đi làm ăn, Lữ Thiếu Khanh mang theo Tiểu Bạch Thỏ chờ ở bên ngoài, cùng trong phòng bếp Thiều Thừa An, Ngàn Nhạn câu có câu không trò chuyện, hai khoảng ngô đồng thụ cũng tới. Cây già, muốn cùng tiến lên đi sao? Lữ Thiếu Khanh đối với Ngô Đồng Thụ lên tiếng chào. Lão Ngô Đồng Thụ run rẩy một chút, tiểu Ngô Đồng Thụ thì hai mắt sáng lên, phía trên chơi vui sao? Lão Ngô Đồng Thụ vội vàng đem tiểu Ngô Đồng Thụ kéo ra phía sau, đại nhân sự tình, ít hỏi thăm. Nói đùa, phía trên chỗ nguy hiểm như vậy, trốn cũng không kịp, làm sao có thể đi lên? Lão Ngô Đồng Thụ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, lúc nào đi lên? Cơm nước xong xuôi liền đi, cùng một chỗ sao? Chương 2665 chuẩn bị đi lên. Thiều Thừa An, Ngàn Nhạn rất nhanh liền làm tràn đầy một bàn lớn đồ ăn. Tới, Thiếu Khanh, ăn đi. Từ từ ăn, ăn thật ngon, ăn no nê. Sao Ngàn Nhạn giống như nhi tử sắp đi xa mẫu thân một dạng, trên mặt mang đầy lo nghĩ. Đi, sư nương, không chưa nổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem trước mắt chất đầy một tòa núi nhỏ đồ ăn, lộ ra rất bất đắc dĩ. Sư phụ sư nương đều không ngừng hướng về hắn trong chén gắp thức ăn, hận không thể hắn đem thức ăn nơi này toàn bộ ăn hết. Lữ Thiếu Khanh ăn một chút, cuối cùng vung tay lên, đem mặt bàn đồ ăn đều thu vào, ta đóng gói đi lên, sư huynh cùng sư muội nhất định rất hoài niệm sư phụ sư nương chính là tay nghề. Nhìn xem trống rỗng cái bàn, Sao Ngàn Nhạn trong mắt đỏ hoe. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, mỉm cười, sư phụ, sư nương, ta cũng lên đi. Thiều Nhận đứng lên, vỗ bả vai của hắn một cái, thật sự có chắc chắn. Không nắm chắc mà nói, coi như xong, lưu lại hạ giới a. Ngược lại lời thề đối với tiểu tử ngươi không có tác dụng. Đến muốn lúc chia tay, Thiều Nhận trở nên lo được lo mất, trong lòng không muốn. Tính toán, Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Thiều Nhận, cười lên, ta lưu tại nơi này, sẽ quấy rầy ngươi cùng sư nương chính là nhị nhân thế giới, tiểu sư đệ có trời mới biết lúc nào mới có thể tới. Hỗn trướng, Thiều Nhận sắc mặt biến thành hơi hồng, mắng một câu, nhưng rất nhanh lại lo lắng, ngươi thật sự chuẩn bị xong. Đương nhiên, đừng cho ta trả lời thống khoái như vậy, Thiều Nhận sụ mặt dạy dỗ, đây không phải việc nhỏ, không được khinh thường. Đi, sư phụ, ta tính cách gì, ngươi không biết sao? Ta sợ chết nhất, không có đầy đủ chắc chắn, ta nào dám đi lên? Thiều Nhận nghe vậy sắc mặt hơi thả lỏng, chính mình tên đồ đệ này đích xác không cần để cho người qua tại lo lắng. Tổ sư, trưởng môn, sư bá bọn hắn thấy qua. Gặp cái gì gặp, Lữ Thiếu Khanh khoát tay, cũng không phải sinh ly tử biệt, không có gì tốt gặp, coi như ta ra ngoài du lịch. Nếu như không phải là của mình sư phụ sư nương, Lữ Thiếu Khanh cũng không muốn trở về.
phân biệt phương thức tốt nhất chính là lặng lẽ rời đi. Ta không ở nhà thời điểm, các ngươi bắt nhanh thời gian tạo con khỉ. Hỗn trướng. Thiều nhận một cái tát hô tới. Đánh hài tử làm gì? Sao ngàn nhạn đi tới, bất mãn chừng trượng phu. Thiếu khanh, có nắm chắc. Lữ thiếu khanh mỉm cười, khí tức đột nhiên biến đổi, khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập. Tại thiều nhận bọn người trong mắt, Lữ thiếu khanh bỗng nhiên trở nên vô cùng cao lớn. Lệnh nhân có loại quỳ lạy xúc động. Ta đi, sư phụ sư nương, các ngươi bảo trọng. Không đợi thiều nhận bọn hắn phản ứng lại, Lữ thiếu khanh thân ảnh đã tiêu thất. Khí tức cường đại tiêu tan, thiều nhận tựa như nằm mơ giữa ban ngày. Hắn nhìn xem đồ đệ vị trí, không có một ai, trong lòng ngỡ ngàng. Bên cạnh lão Ngô đồng thụ khiếp sợ không thôi, tiên nhân. Gặp qua Đỡ Vân Tử, cảm thụ qua tiên nhân khí tức. Lão Ngô đồng thụ từ Lữ thiếu khanh trên thân cảm nhận được tiên nhân khí tức, để hắn cảm thấy mình đang nằm mơ. Lữ thiếu khanh đột phá, trở thành tiên nhân, lúc nào, làm sao làm, thiều nhận lấy lại tinh thần, nhìn qua lão Ngô đồng thụ, ngươi không có cảm giác sai. Thiều nhận cũng không dám tin tưởng, coi như mình đồ đệ yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng tại hạ giới đột phá, trở thành tiên nhân, một dạng lộ ra khoa trương thái quá. Sao ngàn nhạn con mắt ửng đỏ, lại mang theo nụ cười đi đến thiều nhận bên cạnh, giữ chặt thiều nhận tay, thiếu khanh làm việc, ngươi còn lo lắng sao? Lữ thiếu khanh trở thành tiên nhân lại đi lên, nhiều hơn mấy phần bảo đảm. Thân là sư phụ, sư nương cũng không cần lo lắng quá mức. Thiều nhận nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, từ đó từ biệt, cũng không biết lúc nào mới có thể tương kiến. Con đi ngàn dặm mẹ lo âu, Lữ thiếu khanh thoáng hiện, chờ hắn xuất hiện lúc sau đã đi tới 13 châu thế giới ở đây. 13 châu thế giới dấu hiệu hỏng mất càng thêm rõ ràng. Đại địa chấn động, vô số khe hở tại chấn động bên trong khuếch tán lan tràn. Trên mặt đất một chút nhẹ một chút vật chất đã bắt đầu hướng về trên trời bay ngược, bị hút vào bên trong hư không. Bầu trời đồng dạng vỡ tan, vô số hư không khe hở xuất hiện, thôn phệ, xé nát gặp được hết thảy. Chấn động, núi lửa, biển động, gió lốc, mưa to các loại thiên tai tầng tầng lớp lớp. Lữ thiếu khanh đứng tại trên đỉnh núi, tùy ý cuồng phong đem y phục của mình thổi đến bay phất phới. Cùng sư phụ sư nương cáo biệt, Lữ thiếu khanh trong lòng cũng là tràn ngập thương cảm. Trong thế giới này, thiều nhận chính là cha của hắn. Lần này từ biệt, không biết còn có hay không cơ hội gặp mặt. Lữ thiếu khanh ánh mắt đảo qua Thiên Ngự Phong ngày xưa địa điểm cũ, trong ánh mắt lộ ra mấy phần hoài niệm. Cuối cùng vung tay lên, Thiên Ngự Phong cùng chung quanh mấy ngàn dặm chỗ bị hắn thu lại, để vào trong thế giới mới. Xem như lưu cái kỷ niệm a. Lữ thiếu khanh lấy ra xuyên giới bàn, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, vỗ vỗ xuyên giới bàn, mở cửa a. Hạ vị diện thế giới đã không có hắn chuyện gì. 13 châu thế giới, ma giới, độn giới ba cái thế giới người rút lui không sai biệt lắm. Những người còn lại cũng có thể tại thời gian có hạn bên trong rút đi. Đến lúc đó người rút lui xong, môn phái người sẽ đem truyền tống trận hủy. Đến lúc đó, bốn cái thế giới người liền sinh hoạt tại một cái siêu thoát thiên đạo bên ngoài thế giới, coi như đọa thần tiên ma quái vật ngóc đầu trở lại cũng tìm không thấy bọn hắn. Lữ thiếu khanh tiếp tục chờ ở phía dưới thế giới đã không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ có lên tới tiên giới, hắn mới có thể tiếp tục tiến bộ. Hơn nữa, hai tên kia, đến cùng chọc tới phiền toái gì? Nhất định phải ta đi lên cho bọn hắn chùi đít, Kế Ngôn chưa hề nói, nhưng từ Tiêu Gợn trong lời nói Lữ thiếu khanh biết Kế Ngôn gặp phải đại phiền toái. Hắn chỉ có thể đi lên hỗ trợ. Giới nhảy ra, Lữ thiếu khanh gảy một cái nó, cho ta kiềm chế một chút, nếu là xảy ra ngoài ý muốn, ta dung ngươi. Giới lập tức cam đoan, lão đại yên tâm, ngươi không phải tiên nhân thời điểm, ta đều có thể thành công mở ra, hiện tại là tiên nhân, bực này việc nhỏ, không thành vấn đề. Sau khi nói xong, giới chui trở về xuyên giới bàn. Xuyên giới bàn tia sáng hơi hơi lấp lóe, một đạo quang trụ xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm, thánh khiết tia sáng rơi xuống, thiên môn mở rộng. Chương 2666 đi lên liền thành kẻ nghèo hèn. Ánh sáng lóe lên, cực lớn thiên môn cao vút ở không trung, mặt ngoài tản mát ra thánh khiết quang huy, theo thiên môn xuất hiện, tiên quang chiếu sáng đại địa. Vốn là chấn động thế giới phảng phất bình tĩnh lại. Thiên địa lấy được nhất định chữa trị, tinh thuần tiên khí rơi xuống, Lữ thiếu khanh chỉ cảm thấy tinh thần hơi rung động. Cả người mệt mỏi quét sạch sành xanh. Đồng thời, thể nội tiêu hao tiên khí cấp tốc bổ sung, đạt đến một cái tràn đầy trạng thái. Phía trước mặc dù là đột phá tiên nhân cảnh giới, nhưng mà hoàn cảnh lớn phía dưới, không có phong phú tiên khí cho hắn bổ sung. Bây giờ Lữ thiếu khanh cảm thấy chính mình giống một cái hơi khô đét khí cầu bị, tràn ngập khí, toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình. Lữ thiếu khanh hít một hơi thật sâu. Chậc chậc, nơi tốt. Như thế nào cảm giác lần này tiên khí so với phía trước càng thêm tinh thuần. Xem ra bước vào tiên cảnh giới, đối với tiên khí cảm giác càng tinh tế, không tệ, không tệ, hắc hắc, quả nhiên, chỉ có lên tới phía trên mới có thể tiếp tục tiến bộ, ta quá muốn tiến bộ.
hôm nay ta liền sấm nhất sấm tiên giới. Lữ Thiếu Khanh chắp tay sau lưng, bước ra một bước, đi tới thiên môn phía trước. Đắm chìm trong tiên quang bên trong, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy chính mình tựa hồ cũng trẻ mấy tuổi. Tiên quang lưu chuyển, tiên khí phiêu dật. Lữ Thiếu Khanh tiên thức khẽ quét mà qua, nhưng mà cách hai thế giới, hắn tiên thức như thế nào cũng quét không đến đối diện tình huống. Quét không đến sau đó, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể coi như không có gì. Hít sâu một hơi, xách theo mực quân kiếm, chuẩn bị kỹ càng sau, Lữ Thiếu Khanh một bước bước vào thiên môn chi trung. Hô! Thiên môn đóng lại, tiên quang tiêu tan, thiên địa khôi phục dung chuyển. Ánh sáng lóe lên, Lữ Thiếu Khanh mắt mở không ra, chung quanh một mảnh hư vô, hắn hiện tại giống như một cái mù lòa giống như, cái gì đều không cảm giác được. Giống qua trong nháy mắt, lại giống qua ngàn vạn năm. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy thân thể của mình dừng lại, chung quanh tia sáng cũng biến mất theo. Hắn mở to mắt, lập tức đề phòng. Thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh sau đó, Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, dựa vào, đây là địa phương nào? Không như trong tưởng tượng tiên khí cuồn cuộn, cây cối hoa cỏ thanh thúy tươi tốt, tiên nhân đi đầy đất, tiên thú bò đầy đất cảnh tượng, chung quanh đen kịt một màu, nơi xa, ngẫu nhiên có mấy cây khô héo cây cối nâng cao trơ trụi nhánh cây cao vút. Yên tĩnh như chết, không thấy nửa điểm sinh khí, giữa thiên địa tràn ngập hoang vu. Một trận gió thổi qua, khắp nơi để lộ ra khí tức tuyệt vọng. Thế giới như vậy, còn có người sống sót sao? Đây là địa phương nào? Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn lấy ra, gầm thét, phá bàn, cho ta một lời giải thích. Đem xuyên giới bàn gõ phải phanh phanh vang dội. Ở đây xem xét cũng không phải là phía trước ghi chép tọa độ. Giới trốn ở xuyên giới trong mầm mặt, đại khí không dám nhiều thở. Hắn thận trọng nói, lão đại, truyền tống khoảng cách quá xa, xảy ra chút ngoài ý muốn, lệch hướng chỗ cần đến. Trong giọng nói tràn đầy vô hạn ủy khuất. Hắn không có cách nào nói thật, chỉ có thể tìm lý do tới qua loa tắc trách Lữ Thiếu Khanh. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Lữ Thiếu Khanh gào thét, ngươi ngược lại là nói đơn giản dễ dàng. Em gái ngươi, ngươi chừng nào thì có thể đáng tin cậy một điểm. Đi ra, ta dung ngươi, ta một lần nữa lộng qua khí linh. Giới vội vàng nói, lão đại, ở đây giống nhau là tiên giới lại như thế nào? Tiên giới lớn như vậy, ngươi để ta làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh gầm thét, nước bọt bắn tung tóe. Giới trốn tránh không xuất hiện. Hắn khóc chết, song diện gián điệp thời gian, không dễ chịu. Lão đại, ngàn sai vạn sai, đều là của ta sai, ta bảo đảm không có lần sau. Giới thận trọng lộ đầu, nghiêm túc thành khẩn, thành thành thật thật nhận sai, hơn nữa làm ra cam đoan. Ngô, cam đoan đi, như lão đại nói. So chủ đít trúc miệt còn không đáng tiền. Ngươi thề. Lữ Thiếu Khanh gào thét. Giới lập tức rụt đầu, cam đoan bất quá là giả tạo an ủi. Lời thề mới là chân thực gông xiềng. Ăn hàng. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến hai mắt biến thành màu đen. Mỗi một cái đều là dạng này, ngoại trừ biết ăn, gì cũng không phải. Lữ Thiếu Khanh đem xuyên giới bàn thu lại, nhìn xem chung quanh đen như mực thiên địa, ngửi ngửi trên không khó ngửi không khí. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem liền ưu sầu. Chỗ như vậy, cậu cũng không tới. Mỹ vị tiên hạc đâu? Xinh đẹp tiên nữ tỷ tỷ đâu? Còn có sáng lóng lánh khả ái linh thạch, không đối với, hẳn là tiên thạch mới đúng. Nói đến linh thạch, Lữ Thiếu Khanh lập tức kiểm tra một chút chính mình linh thạch. Trên người hắn còn có 12 vạn ức linh thạch. Cứ việc linh thạch đối với hắn đã không có gì tác dụng, nhưng mà đối với Lữ Thiếu Khanh mà nói, linh thạch, đây là một phần tình cảm. Giấc mộng của hắn còn không có thực hiện, sau này nhất định muốn nằm ở linh thạch bên trên ngủ. Coi như linh thạch không dùng được, nhưng chỉ cần nhét vào trong ngực, loại kia cảm giác thỏa mãn là không có gì sánh kịp, là hạnh phúc nhất. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh tiên thức khẽ quét mà qua, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn lần nữa quét hai lần, bên trong rỗng tuếch, mau đều không một đầu. Lữ Thiếu Khanh thu hồi tiên thức, lắc lắc đầu. Đường dài truyền tống, có chút say xe, ra ảo giác. Hít sâu một hơi, sau đó lại cẩn thận dò xét một phen. Phóng linh thạch khu vực kia trống rỗng, liền nửa điểm mảnh vụn đều chưa từng tồn tại. Cùng bên cạnh phóng tài liệu khu vực tạo thành chênh lệch rõ ràng, oa kháo, linh thạch của ta đâu? Lữ Thiếu Khanh ngửa mặt lên trời thét dài. Ta nhiều như vậy linh thạch đâu? Chạy đi đâu? Mập mạp chết bầm, miệng quạ đen lợi hại như vậy. Mới vừa lên tới liền thành kẻ nghèo hèn. Đáng giận a. Lữ Thiếu Khanh hai mắt đầy áp nước mắt, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. 13 vạn ức linh thạch không có khả năng lặng yên không tiếng động tiêu thất, một cái duy nhất có thể chính là ma quỷ tiểu đệ cầm. Lữ Thiếu Khanh chạy vào, không nói hai lời bịch bịch vuốt quan tài. Ma quỷ, đi ra, cho ta một cái cách nói. Lý nãi nãi, kẻ trộm, vô sỉ, không biết xấu hổ, tiểu nhân hèn hạ, vương bát đản, ngươi vẫn là người sao? Mẹ ngươi không dạy qua ngươi, trộm đồ là thói quen xấu sao? Đem tay chó của ngươi lấy ra. Ta giúp ngươi chặt, hô. Nữ nhân xuất hiện tại trên quan tài, lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh.
Lữ Thiếu Khanh theo bản năng lui về sau một bước, nhưng rất nhanh, phẫn nộ để hắn không sợ hãi, chỉ vào nữ nhân mắng to, em gái ngươi, chết quỷ vương tám trứng, đưa ta linh thạch. Chương 2667 Boomerang. Vương bát đản, đem linh thạch phun ra. Không có lệnh của ta, ngươi vuốt chó duỗi dài như vậy, không muốn sống sao? Một cái ma quỷ còn muốn linh thạch làm gì? Nằm ngủ à? Phun ra, bằng không thì ta và ngươi không xong. Hô, Lữ Thiếu Khanh cảnh vật trước mắt biến ảo, bị đá đi ra. Lữ Thiếu Khanh phát điên, dựa vào a, quyền hạn, ma quỷ, có gan ngươi không cần đá người. Lữ Thiếu Khanh vọt vào, hùng hùng hổ hổ, câu nói này hắn đã chán nói rồi. Nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mắng nữa thử xem. Mắng nữa nhiều một câu, ngươi nhìn còn có thể hay không đi vào. Lữ Thiếu Khanh đem lời đến khóe miệng nuốt trở về trong bụng, hung tợn nhìn chằm chằm nữ nhân, linh thạch của ta đâu? Ta dùng. Nữ nhân hời hợt bộ dáng để Lữ Thiếu Khanh kém chút lại muốn hỏi đợi nàng. Dùng, dùng. Lữ Thiếu Khanh ngón tay run rẩy, chỉ vào nữ nhân, ngươi vẫn là người sao? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ, trên mặt nữ nhân lộ ra nụ cười, trong lòng thầm nghĩ thống khoái. Chỉ là linh thạch, ngạc nhiên. Chỉ là, ngạc nhiên. Lữ Thiếu Khanh cảm giác mình bị boomerang đánh trúng, kém chút ngất đi. Hắn gầm thét, hỗn đản, ngươi đã thề. Nữ nhân cười càng thêm vui vẻ, ta nói qua không tại hạ giới trực tiếp cầm linh thạch, đây là tiên giới. Lại một cái boomerang đánh trúng. Lữ Thiếu Khanh thổ huyết, chỉ vào tay của nữ nhân chỉ run rẩy phải càng thêm lợi hại. Trong lúc nhất thời nói không nên lời nửa câu tới. Cùng hắn học, chơi văn tự trò chơi, khinh thường, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục phát điên, trước đây liền không có nghĩ tới chỗ này, bị nữ nhân chui chỗ trống. Hơn 10 cái hô hấp sau đó, Lữ Thiếu Khanh hơi tỉnh táo lại, hắn che ngực, ma quỷ, không mang theo dạng này, ngươi cầm thì cầm, nhưng không thể toàn bộ lấy đi a. Ngươi lưu một nửa, không, 10 phần đưa một cái ta cũng tốt a. Ngươi toàn bộ lấy đi, lương tâm của ngươi sẽ không đau sao? Nữ nhân thu hồi nụ cười. Đến tiên giới, linh thạch đối với ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh ân cần thăm hỏi nữ nhân, ai nói không dùng. Linh thạch là tinh thần của ta trụ cột, là tinh thần của ta lương thực, hiểu không? Lại nói, ta nằm, ôm ngủ không được sao? Ai cần ngươi lo à? Đem linh thạch đưa ta. Nữ nhân lời ít mà ý nhiều, dùng, dùng. Lữ Thiếu Khanh triệt để nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, ma quỷ, ta và ngươi liều mạng. Ta không đem ngươi nắp quan tài sốc, họ của ta viết ngược lại. Lữ Thiếu Khanh nhào thẳng tới, nhưng mà trước mắt xuất hiện trắng noãn tay ngọc, nhẹ nhàng vỗ. Lữ Thiếu Khanh giống như con ruồi một dạng bị đánh bay. Dựa vào. Lữ Thiếu Khanh bị đánh ngã xuống đất, không có bất kỳ cái gì sự tình. Lữ Thiếu Khanh kinh hãi nhìn qua nữ nhân, thực lực của ngươi tăng cường nhiều như vậy. Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được nữ nhân sức mạnh tựa hồ so với phía trước tăng lên, không chỉ gấp 10. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh hiểu được, nuốt 13 vạn ức linh thạch, thực lực có thể không mạnh sao, hắn lệ rơi đầy mặt, linh thạch của ta, các ngươi bị chết thật thê thảm à. Bị người nuốt liền cạn bã cũng không có, bị chết thật thê thảm à. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, hung tợn đối với nữ nhân đạo, đưa ta linh thạch. Không có. Nữ nhân trên ánh mắt phía dưới đánh giá Lữ Thiếu Khanh, lập lòe ánh sáng nguy hiểm, dường như đang suy tính từ nơi nào hạ thủ đánh Lữ Thiếu Khanh. Không có. Lữ Thiếu Khanh không có phát giác được nữ nhân ánh mắt nguy hiểm, hắn bây giờ đầy trong đầu cũng là chính mình linh thạch. Kẻ trộm, quyền hạn, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ nhân mắng to, hèn hạ vô sỉ, hẹp hòi tham lam. Ba, nữ nhân không lưu tình chút nào, một cái tát vỗ xuống tới. Động tác ôn nhu, lại mang cho Lữ Thiếu Khanh đau nhất đích cảm giác. Đơn thuần sức mạnh đối với hiện tại Lữ Thiếu Khanh không có nửa điểm tác dụng. Lữ Thiếu Khanh nhục thân kham bị tiên quân, lớn hơn nữa sức mạnh rơi vào trên thân thể của hắn cũng chỉ là cù lét. Như thế nào thu thập Lữ Thiếu Khanh? Nữ nhân đã sớm có kinh nghiệm. Một cái tát rơi xuống, giống đánh tiểu bằng hữu một dạng, đánh Lữ Thiếu Khanh ngao ngao kêu to. Dù là nguyên thần hóa thành tiên hồn cũng vô dụng, một dạng đau đến Lữ Thiếu Khanh rơi lệ đầy mặt. Đánh cho một trận sau đó, nữ nhân lạnh lùng hỏi, như thế nào, phục chưa? Trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên. Bất kể như thế nào, đánh một trận Lữ Thiếu Khanh, tâm tình tóm lại là vui thích. Tiên nữ tỷ tỷ, Lữ Thiếu Khanh túng, khóc khuôn mặt, ngươi đánh ta, tức cũng đã hết rồi, ngươi dù sao cũng phải cho ta một chút đền bù a. Nữ nhân lông mày nhướn lên, tiểu tử này. Cố ý mắng nàng, chọc giận nàng, dẫn dụ nàng ra tay đánh một trận. Về tình về lý, nàng cũng không thể không cấp một cái táo ngọt. Bất quá, nữ nhân tất nhiên để xuyên giới bàn đem Lữ Thiếu Khanh đưa tới ở đây, tự nhiên có đạo lý của nàng. Nàng thản nhiên nói, đền bù không có, bất quá ta có thể nói cho ngươi, nơi nào có tiên thạch. Lữ Thiếu Khanh nhãn tỉnh sáng lên. Hạ giới đồng tiền thông dụng là linh thạch,
Tiên giới ở đây đồng tiền thông dụng dĩ nhiên chính là tiên thạch. Không có linh thạch, có tiên thạch cũng được. Nằm ở tiên thạch bên trên ngủ cũng không phải không thể. Lữ Thiếu Khanh cũng không nằm trên mặt đất, nhảy lên một cái, ánh mắt nhấp nháy, ở nơi nào? Nhiều hay không? Nguy hiểm không? Nữ nhân im lặng, cái thứ ba mới hỏi nguy hiểm hay không, con mắt đầu kim cương bên trong đi. Bất quá, nữ nhân nói rõ trước tình huống, qua lâu như vậy, cũng không biết còn ở đó hay không. Lữ Thiếu Khanh ngoẹo đầu, nghe lời ngươi, tựa hồ ngươi đối với cái chỗ kia rất quen thuộc. Ngươi, trên mặt nữ nhân lộ ra hồi ức chi sắc, xem như thế đi. Dựa vào, Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, lập tức kêu, ta không cần. Cho cái khác, người địa phương rách nát, đánh chết ta cũng không đi. Nói đùa. Nữ nhân tới lịch thần bí, lai lịch cực lớn. Nàng bị đánh thành cẩu một dạng, có thể nghĩ mà biết địch nhân của nàng mạnh bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh không muốn bây giờ đi tự tìm phiền phức. Không chừng cái chỗ kia chất đầy một đám địch nhân ở chờ lấy hắn đưa đi lên cửa. Hắn cái này yếu ớt thân thể đi còn không phải bị xé thành cạn bã. Nữ nhân nào nào, sau đó biết rõ Lữ Thiếu Khanh ý tứ, cười lạnh, không cần coi như. Sau khi nói xong, một cước đem hắn đá ra.